Xin chào mọi người. Em chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Thì hôm nay em đem cho mọi người một tác phẩm Ông Thọ Gỗ Xưa, có mã là TOT0009, cao là 44, ngang 26 và sâu 14 ạ. Giờ em sẽ quay gần lại cho các bác cùng ngắm ạ. Đầu tiên, tác phẩm này do nghệ nhân Bùi Diễm ở của làng nghề Mộc Đông Giao chế tác. Diện mặt cụ được làm rất là sắc nét và hoan hỉ. Dưới đây thì tay cụ cầm một cây gậy như ý. Phía bên này tay cụ cầm một cành đào được đục rất là chi tiết. Phần hoa và phần quả đào được đục rất là đẹp. Ở dưới đây thì có miếng ngọc bội được chặt tỉa nổi hết lên, nhìn rất là đẹp ạ. Phần giải áo, nếp áo được làm rất là sắc nét và tinh xảo. Bức này gỗ xưa, vân gỗ rất là đẹp và đa sắc ạ. Tác phẩm Ông Thọ được nhận rất nhiều gia chủ để trong nhà, cầu mong sức khỏe đến cho gia đình mình. Tác phẩm này bên em đang sale với giá là 8,5 triệu ạ. Các bác quan tâm thì liên hệ qua số Zalo là 0355678885, số của em Thế, hoặc là số của chị Linh là 034605 từ Quỳ Chín ạ, hoặc số của chị Nhung chăm sóc khách hàng là 0868688137 ạ. Em xin tạm biệt các bác ạ.